Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại clip của Cậu Thứ 97. Mình Cậu Thứ 97 chào tất cả mọi người. Clip hôm nay mình muốn nói đến đó là top 5 địa điểm không thể di chuyển đến trong game Ngọc Rồng Online. Các bạn hãy cùng chờ đón xem đó là 5 địa điểm nào nhá. Ok. Hello, địa điểm đầu tiên chúng ta muốn hướng tới đó chính là nhà Mori. Đây là cái chắc chắn, điều chắc chắn rằng cái tác gia đã hoàn toàn vô hiệu hóa trong ngôi nhà này. Chúng ta thử dùng AQUOBONOQ để test cái đánh giá đá thử có chui được vào nhà của Mori không nhá. Nhà của ông thứ 97 không nhá. Đây là cái đầu tiên mà nhắc đến, chúng ta phải nhắc đến đó là không di chuyển được. Bạn bè ông thứ 97 dịch chuyển tới vô hiệu hóa hoàn toàn, không thể nào dịch chuyển được. Đó chính là cái địa điểm đầu tiên mà cái đánh giá đá vô hiệu hóa, không thể dịch chuyển được trong game Ngọc Rồng Online. Ok, xin chào tất cả mọi người. Và tiếp tục đó chính là map bản đồ kho báu cũng không thể dịch chuyển được, ra đát phế phẩm luôn. Và QOBO đang, chính xác là đang mang ra đát và anh ta không thể dịch chuyển vào được. Anh ta không thể dịch chuyển vào được cái map của ông thứ 957 đang đứng, đó chính là map bản đồ. Ok, đấy, dịch chuyển tới không được mọi người nhá. Ok, đây chính là một thuộc một trong những 5 cái không thể dịch chuyển trong game Ngọc Rồng Online mà ra đát vô hiệu hóa. Ok anh em. Xin chào tất cả mọi người, cái map thứ ba chúng ta phải kể đến đó chính là map Drabura. Drabura là một map dành cho các anh em chuyên săn bot và các loại, và map này không cho sử dụng dịch chuyển. Và về cái việc dịch chuyển thì anh em không thể nào chơi được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ test nhá. Map thứ ba chúng tôi phải kể đến đó chính là map Drabura. Map Drabura là một cái map dành cho những anh em xây ra 5 mech và trái đất săn bot đều tay mỗi ngày, luyện tập mỗi ngày. Chúng ta có thể săn bot từ 12 giờ tới 1 giờ trưa hàng ngày bên đại hội võ thuật. Đó, phải nói rõ ra cho anh em biết chứ. Và cái map này chúng ta không thể dịch chuyển được. Đợt trước thì có thể dịch chuyển được, nhưng mà đợt này thì không. Ok anh em, mình xin nhắc lại, đợt trước anh em có thể dịch chuyển được, nhưng đợt này thì đã hết vì admin đã fit. Đó là cái chuyện, đó là cái chuyện của admin. Nó lại khái là vậy. Thôi được rồi, tiếp theo này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ test thử nhá. Hiện tại QOBONOQ đang mang dịch chuyển và chúng ta sẽ dịch chuyển qua. Đó, không thể thực hiện. Đó, đấy chính là cái map thứ ba, đó map Drabura. Map này thì không thể dịch chuyển được. Anh em quá bất ngờ đúng không nào? Ok anh em. Ok, cái địa điểm thứ tư mà chúng ta phải nói đến đó chính là doanh trại độc nhãn. Ở trong này thì hoàn toàn là an toàn, thì tất cả kẻ thù cải trang ra đát đều chỉ là phế phẩm. Khi mình ở trong này úp tiềm năng đồ quá đã. Bây giờ mình sẽ dùng cải trang ra đát để test thử xem có chui được vào gặp ốc tiêu 957 trong đó không nhá. Chui vào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng kiếm nguồn tới sang. Thôi bỏ đi. Thôi được rồi, tới với lại địa điểm thứ tư của chúng ta nào. Cái đắc gia đát có dịch chuyển được không? Không hề, bạn chưa thể đến khu vực này. Đó chính là địa điểm thứ tư mà chúng ta muốn nhắc đến, đó chính là doanh trại độc nhãn. Và cái đắc gia đát hoàn toàn vô hiệu hóa và không làm gì được đến địa điểm này. Ok anh em. Anh em biết địa điểm thứ năm đó là gì không? Anh em biết không? Địa điểm thứ 5 đó chính xác, đó chính là nhà ông tiêu 957. Đố anh em thì chuyển tới được, kể cả cái tăng gia đát nó có VIP còn nào cũng không bao giờ gì chuyển tới được. Ok, đó chính là nhà coi ông tiêu 957. Cái tăng gia đát có kinh đến mấy cái đâu, có ghê cái nào, có lượn là cái nào, có lên có xuống, có xuống có lên, có lên có xuống, có vòng có qua, có qua có lại, cũng không bao giờ di chuyển được. Nhà của còi ốc tiêu 957, ha ha, đây là địa điểm thứ năm mà còi muốn nhắc tới cho mọi người biết, đó chính là nhà của còi 957 cải trang ra đất vô hiệu hóa, chả làm được gì. Ok anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ clip của còi 957, nhấn like và subscribe ủng hộ cho còi nhá. Ok, bye mọi người.